Kênh YouTube Lê Nguyễn Hoa Kiển xin chào bà con nha. Hôm nay mình trở lại nhà vườn của Đông Ý ở Lấp Vò, Đồng Tháp để review chia sẻ đến bà con rất là nhiều cây giống bông trang nha bà con. Như ví dụ như phụng hoàng lửa, phụng hoàng cam, phụng hoàng kim, sọc đột biến, rất là nhiều cây giống ở vườn của em đó. Thì hiện tại em nó có một lô mới về là phụng long châu nha bà con, rất là nhiều. Thì mọi chi tiết bà con có liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn rồi mình có thể mua số lượng sỉ và lẻ. Số lượng lớn thì giá nó sẽ cụ thể phải chăng hơn nha bà con. Thì mình sẽ gặp Như Ý để cùng báo giá và đo thông số cho bà con để bà con nắm ha. Dạ em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của anh Liêm nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho em clip trước clip này, rất mong cô chú anh chị cũng sẽ xem và ủng hộ clip này của em cũng như kênh của anh Liêm nha. Thì địa chỉ của em là ở 126A, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0707069329. Thì em lên những cái mã combo đầu tiên nha cô chú anh chị. Đó là một cái combo gồm 5 cây vàng son Cần Thơ. Thì mỗi cái combo này cây thì nó dao động từ 3 tấc trở lên nha cô chú anh chị. Từ 4 cây lên mấy năm. Dạ 4. Mỗi cây này thì cao 35. Thì dao động thì mỗi một cây như thế này em sẽ giao cây từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Thì combo 4 cây vàng son Cần Thơ giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 200.000. Đơn hàng từ 300.000 bao ship nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị thì không thích mua 4 cây thì có thể mua lẻ, cũng có tách lẻ luôn. Mỗi cây như này cao 3 tấc hơn nha cô chú anh chị. Thì Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 60.000 cho cây từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Thì mua combo thì nó sẽ ngỡ tiền hơn nha. Tiếp theo là Mỹ Trắng Sọc. Cây này cao 26. Thì cây Mỹ Trắng Sọc này Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 120.000 cho cây 2 tấc rưỡi. Thì em cũng có hàng chậu ly luôn của Mỹ Trắng Sọc. Thì cây này cao tầm 10 cm. Thì hàng Mỹ Trắng Sọc chậu ly Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 60.000. 60.000 cho chậu ly nha. Tiếp theo là cây Pháp Tím. Cây này cao 14. Thì cây Pháp Tím Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 60.000. Tiếp theo là đỏ đuôi phụng. Cây này cao 36. Thì cây đỏ đuôi phụng này Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 50.000. Em đảm bảo cây giao cây từ 3 tấc rưỡi trở lên nha cô chú anh chị. 50.000. Tiếp theo là hồng cánh kép. Cây này cao 16. Thì cây hồng kép Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 40.000. Đơn hàng 300.000 bao ship nha. Tiếp theo là cẩm hạch sầu. Cẩm hạch sọc hồng chậu ly. Cây này cao 16. Thì cây cẩm hạch sọc hồng này Zalo với quý cô chú anh chị mình với giá là 20.000. Tiếp theo là cây Mỹ Vàng Son. Cây này cao 30. Thì cây Mỹ Vàng Son này Zalo với quý cô chú anh chị mình với giá là 40.000. Cao từ 3 tấc trở lên. Tiếp theo là vàng son Dubai. Cây này cao 20. Thì cây vàng son này Dubai này Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 30.000. Tiếp theo là phụng long châu. Cây này cao 24. Cây này cao 22. Thì cây phụng long châu này Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 100.000. Tiếp theo là Mỹ đỏ hoa mai. Cây này cao 16. Thì cây Mỹ đỏ hoa mai Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 40.000. Tiếp theo là bạch tuyết trang. Cây này cao 12, cây này cao 10. Thì cây bạch tuyết trang Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 150.000. Đơn hàng 300.000 bao ship nha. Tiếp theo là cam kép cánh sen đỏ màu. Cây này cao 17, cây này cao 15. Thì cây cam kép Zalo với quý cô chú anh chị mình với giá là 90.000. Tiếp theo là vàng son Ngũ Phúc. Cây này cao 16. Thì cây vàng son Ngũ Phúc này Zalo với quý cô chú anh chị mình với giá là 40.000. Tiếp theo là phụng hoàng vàng. Cây này cao 10. Thì cây phụng hoàng vàng này Zalo với cô chú anh chị mình với giá là 60.000. Tiếp theo là Ngọc Như Ý cũng chậu ly.
Cây này cao 16. Thì cây ngọc dưới này giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 50.000. Em lên combo 3 loại phụng hoàng bên em là gồm phụng hoàng cam, phụng hoàng kim và phụng hoàng lửa. Thì combo 3 loại phụng hoàng này giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 50.000. Thì em cũng có tách lẻ luôn là gồm phụng hoàng cam, phụng hoàng kim và phụng hoàng lửa. Combo 3 cây thì 50, còn tách lẻ là cây phụng hoàng cam 20, phụng hoàng kim 15 và phụng hoàng lửa 25. Là em tách lẻ. Tiếp theo là vàng sập đời đầu. Cây này cao 28, thì cây vàng sập đầy đầu này giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 40.000. Tiếp theo là cặp phụng hoàng kim. Cây này cao 40, cây này cao 38, thì một cặp như thế này tược tàn của nó dao động từ 4 đến 6 tược nha quý chú anh chị. Thì một cặp giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 100.000. Em không có tách lẻ là mỗi cây 60.000 cho tách lẻ. Còn một cặp là 100. Tiếp theo là phụng hoàng cam. Cái này cũng dạng bonsai luôn nha quý chú anh chị. Mỗi cây như thế này cao tầm 3 tấc, cũng dao động từ 4 đến 5 tược, thì giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 100.000 cho một cặp. Tiếp theo là vàng son Cần Thơ. Cây này cao 47, thì cây vàng son Cần Thơ giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 80.000. Size lớn hơn cây đầu liếp nha cô chú anh chị. Cao 47. Theo là em lên combo 5 cây tím sen Vĩnh Châu. Cây này cao 30, 25, thì em giao cây dao động từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Thì cô chú anh chị mình nào thích búp hay bông hay là đọt thì em cũng sẽ lựa cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Thì một combo gồm 5 cây tím sen Vĩnh Châu giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 250.000. Em giao cây từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc nha. Em cũng có lẻ luôn. Cây này cao 22, cây này cao 30. Thì lẻ như thế này giao lưu với cô chú anh chị mình là 60.000 một cây. Giao cây từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc. 60. Tiếp theo là combo vàng son Ngũ Phúc. Rồi gồm 5 cây. Thì mỗi cây như thế này, cây này cao 22, cây này cao 17. Thì em giao cây dao động từ 1 tấc rưỡi đến 2 tấc. Thì giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 5 cây vàng son Ngũ Phúc là 150.000. Đơn hàng 300.000 cho lên em bao ship và kèm tặng quà cho quý cô chú anh chị mình luôn. Theo thì em lên cây lứa nha. Dạ, cây này nè em chưa tưới nước cho quý cô chú anh chị. Cây mẫu. Cây này cao 80, tán ngang của nó là 50. Thì giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 400.000 cho cây phụng hoàng lửa. Dạ, 400.000 em bao ship. Tiếp theo là có một cây phụng hoàng lửa, size này nhỏ hơn. Cây này cao 62, thì cây phụng hoàng lửa này giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 150.000. Theo là vàng son Dubai. Cây này cao 55, tán ngang của nó là 32. Cây vàng son này Dubai này giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 80.000. Cây mẫu ở đây thì em có rất là nhiều nên vườn của em thì có số lượng nhiều nên cô chú anh chị mình có thể eBay em để lựa chọn nha. Tiếp theo là cũng là cây cuối clip là cây phụng hoàng cam. Cây này cao 81, thì cây phụng hoàng cam này giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 170.000.
đang có búp nha quý chú anh chị. Thì cuối clip rất mong quý cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ cái video này của em cũng như kênh của anh Liêm nha. Thì chúc quý cô chú anh chị mình một ngày xem clip rất là vui vẻ. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị clip tiếp theo.